hai tay đặt dưới chân được cột sống thẳng hàng, thắt lưng chạm sàn, hít sâu vào buông ngang lưng xương sườn, thở miệng ra. Thả lỏng cơ mặt, cố gắng thở dài hơn, càng thở sâu bụng càng thu vào. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Không có nâng mông lên, ý không nâng mông lên nha. Bất động ba đỉnh xương, hình tam giác bất động, không có xê dịch xương chậu. Hít sâu vào, thở miệng ra. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, hít vào, nén bụng lại và cái hơi tự động nó sẽ bung ra cái chỗ xương sườn. Thở ra, hít sâu, cột sống bất động, cơ thể bất động. Thở ra, chỉ có khung xương sườn và vùng bụng chuyển động, rút cơ đáy chậu. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra, thu bụng lại, rút cơ đáy chậu lên, cảm giác nín tiểu. Hít sâu, từ từ duỗi chân phải bằng cơ bụng duỗi xuống, thở ra. Hít sâu, kéo chân phải về, thở ra. Ôi, cái phần mà rút cơ đáy sàn chậu xong vào lên nút. Mình hít sâu thì mình có giữ cái rút, phần rút đấy không? Mình cũng nói ra từ từ chứ. Thì thở ra với chiếc loại. Còn khi mà mình hít vào là bụng mình nó cũng giữ, và cái phần đó đó nó không còn siết giống như là lúc mình thở mình câu nó lên, hiểu không? Tức là mình nhả nó ra chứ không phải là buông lỏng rộng ra. Cơ bụng với lại cái cơ đáy chậu đó đó là ở trung tính. Dạ.
Hít sâu vào, cơ bụng luôn luôn phẳng, không phồng lên. Từ từ duỗi chân trái, siết bụng thở ra. Cô lập chuyển động chân trái, hít sâu vào, thở ra kéo về. Giờ hai tay nè đặt lên ba đỉnh xương, ba đỉnh xương hình tam giác, cảm nhận khung xương chậu của mình không bị chạy, không bị lệch, bất động, chỉ chuyển động chân và dùng lực ở cơ bụng. Hít sâu vào, duỗi chân phải, thở ra. Hít sâu vào, kéo chân phải về. Hít sâu vào, duỗi chân trái, thở ra. Ra cái gót chân xuống sàn trầm. Hít sâu vào, kéo chân về, thở ra. Cảm nhận bụng dưới, dùng lực di chuyển chân. Hít sâu vào, duỗi chân phải, thở ra. Đừng gồng cổ, đừng gồng cơ mặt. Hít sâu, rút chân phải về. Cảm nhận ba đỉnh xương tam giác bất động. Hít sâu, duỗi chân trái, hít sâu, kéo chân trái. Lần cuối, hít sâu, duỗi chân phải, hít sâu, kéo chân phải. Sau, duỗi chân trái, chắc cơ bụng và rút cơ đáy chậu. Lý sau, mình hít vào mà vẫn díu được, vẫn xu cơ đáy chậu lại, siết nó lại được thì càng tốt. Thở ra, Hít thở thì mệt phết đấy. tập cho hơi dài á nó mới mệt, ta biết dài, hít thì tự nhiên không cố gắng, thở thì cố gắng, càng cố gắng tống hết khí ra và nén lại, chừng nào là bụng mình chắc lại chừng đó, thu nhỏ hết trở lại chừng đó. Hít sâu vào, nâng chân phải lên 90, 90, siết bụng thở.
Hít sâu. Nâng chân trái lên, siết bụng thở. Căng hai mũi bàn chân ra, chắc hai chân, chắc hai chân, chắc cơ bụng, thắt lưng sát sàn. Hít sâu, mũi chân phải chạm sàn, chạm nhẹ xuống, siết cơ bụng thở. Hít sâu, mũi chân trái chạm sàn thở. Hít sâu, chân phải lên thở ra. Cố gắng cột sống sát sàn. Hít sâu, chân trái lên. Sử dụng đúng cái phần cơ bụng dưới. Hít sâu, chân phải thở. Hít sâu, chân trái thở. Gồng cứng cơ bụng dưới. Hít sâu, phải thở. Hít sâu, trái thở. Kiểm soát thắt lưng là đây. Tập hồi là thắt lưng bị cong lên á, bị cong lên là bị ngã chấn cung xương chậu về trước. Hít sâu, phải thở. Hít sâu, trái thở. Hít sâu, phải thở. Cảm nhận đi chân lên là có phải mình nghe được cái nhóm cơ bụng dưới của mình nó làm việc, nó xiết, nó kéo. Hít sâu, trái thở. Hai chân lên 90, 90. Lần này hai mũi chân vừa chạm sàn. Hít sâu, duỗi mũi chân căng ra và từ từ thở ra, hạ mũi chân chạm sàn. Hai mũi chân, hai mũi chân đi cùng lúc. Hít sâu, lên thở. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Thở miệng ra, nó vào cơ bụng sâu hơn và kiểm soát cái thắt lưng của mình chạm sàn là sẽ nghe cơ bụng làm việc rất là nặng. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra.
Hít sâu, thở ra. Lần nữa hít sâu, thở ra. Hai tay giang ngang, duỗi thẳng lưng xíu đi. Hít sâu, ngã lối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Nâng hai chân lên 90, 90 ý. Rồi mới ép qua. Vẫn thở miệng, xích cơ bụng. Trở về, hít sâu. Ép qua, phải thở ra. Trở về, hít sâu. Ép qua, trái thở ra. Trở về, hít sâu. Ép qua, phải thở ra. Trở về, hít sâu. Lần cuối, ép qua trái, xoay mặt qua phải, thở. Hít sâu. Ép đổi bên, thở ra. Trở về, hít sâu. Lần này duỗi hai mũi chân ra 60 độ. Xích cơ bụng thở ra. Tay xuôi theo thân, dán chặt các lưng xuống. Duỗi hai chân ra 60 độ ý. Hít sâu. Kéo hai chân về 90, 90, thở ra. Hít sâu. Duỗi ra, thở ra. Hít sâu. Kéo về, thở ra. Hít sâu, thở ra. Sâu, thở ra, thở miệng ra. Hít sâu, rút chân về, thở ra. Hít sâu, duỗi chân lên 90 độ, thở ra. Thắt lưng chạm sàn. Chân vuông góc 90, vuốt mũi chân lên trần nhà.
rút mũi chân siết cơ bụng lại. Ấy sao? Hạ chân phải xuống đất sàn, thở ra đi chậm nào. Cảm nhận cô lập chân phải, giữ người không võng thắt lưng. Ấy sao? Siết cơ bụng, nâng chân phải lên, thở. Cảm nhận đi, đặt tay cảm nhận. Oh. Cảm nhận cơ bụng làm việc. Hạ chân trái thở. Ấy sao? Mà bụng quá. Trái lên thở. Ấy sao? Phải thở, cảm nhận bằng cơ bụng, không đá chân, không dùng lực ở chân. Thấy hai đứa là đều yếu chân á. Nghĩ sao? Kéo chân phải thở, yếu phải nghe cô hô. Tập đi, ngày mai đứa nào hô lại. Nghĩ sao? Trái thở, nghĩ sao? Trái lên thở, yếm là múa xuống trên á, không nghe hô Tại lại. vì cô đọc chậm quá mà em mỏi bụng quá, em phải lên. Đi theo hơi thở cô, rồi cô hôn theo hơi thở của cô, Hơi thở hết rồi mà cô vẫn chưa xong. cho nên là tụi em phải tập cho cái hơi nó dài, nó mới vô cơ bụng. Nghĩ sao? Phải thở, nghĩ sao? Phải về, cơ bụng nào, thấy không, muốn kéo nó lên. Siết cơ bụng, gồng cơ bụng chứ không phải đá chân. Kéo nó lên từ 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 từ. Nghĩ sao? Gọi là nội kháng lực đó. Hạ chân trái thở. Cái nội ơi, đau quá. Đau gì? Đau bụng quá. Đau bụng chứ đau gì? Trái lên thở. Vậy mới thấy sao ta khỏe vậy? Tôi thấy bình thường. Thấy bình Là thường. chú với bé thế. Hả? Là chú với hom hem thế. À, rồi còn hôn nữa nha mấy cô. Mấy cô Ừ. mà tao có bụng, mấy cô hôn nổi nữa đó. Nghĩ sao? Phải thở. Mười lần rồi đó. Nghĩ sao? Phải thở. Muốn kéo nó lên nè, cơ bụng nè. Cơ bụng nè. Tiếp lại nè. Tiếp lại nè. Giống như có cái sợi dây từ cơ bụng tới chân mình đó, kéo nó lên. Nghĩ sao? Trái thở. Nghĩ sao? Trái lên. Lắp cẳng chân lại. 90-90, hai tay dang ngang. Nghĩ sao? Thư giãn thắt lưng, thở ra ép qua trái, xoay mặt qua phải, thở. Thở miệng và xíu cơ bụng, cảm nhận. Chân không để xuống dưới sàn, chân phải dở dưới lên, những rồi nó mới vào cơ bụng. Nghĩ về giữa. Đổi bên, thở, thở miệng chậm ra.
mọi chuyển động của cơ thể có sự kiểm soát. Hít sâu trở về qua trái, thở ra, không có để nằm dưới sàn đâu, giữ cách lên và khi thở hết hơi ra, siết cái bụng nín giữ lại là nó vào cái bụng, cảm nhận. Hít sâu trở về qua phải, thở Này tôi bụng lên 6 múi. tại vì nghe em kể cái bài kia thể lực quá đi, cho nên á cô muốn coi coi á em á tập nó có đúng hay không, mà sao cái em tập bên đây em rên ghê á. Hít sâu trở về rồi, Cô cứ sang tập đi, cô đăng ký tập đi. Đừng ngồi không. cái quan trọng là em tập á, em cảm nhận á, em tập có vô hay không nữa, chứ tại sao thể lực em vẫn không lên, bụng em vẫn không thu vô, mà họ Quá tập nhiều rồi đấy cô ạ. À, em đẻ xong bụng em nó chảy ngành ra. cho nên nó là cô muốn em đi nguyên một bài y chang họ như thế nào. Chứ còn mình tập nếu mà 6 tháng rồi là thể lực phải lên dữ lắm, chắc cơ lõi phải chắc khỏe. Duỗi chân lên 90, 90 ý là 90 độ, duỗi thẳng lên, vuốt mũi chân lên luôn, hai tay xuôi theo thân. Ý sau từ từ hạ xuống cách sàn, thở thở miệng và cố gắng nói cách sàn thôi, nhưng mà đến khi nào thắt lưng của mình có xu hướng cong lên là mình giữ ở mức đó, không để thắt lưng cong lên. À, không để thắt lưng cong lên, cho nên cơ bụng mà không khỏe là nó giữ chân không được, là nó phải kêu cái thắt lưng giữ phụ nó, cho nên nó cong lên thì mình ở cái mức đó thôi. Hạ xuống đi, biến hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, chắc cơ bụng không võng thắt lưng nè. Khi xuống hết cỡ chắc cơ bụng là mình thấy là cơ bụng mình cứng ngắc luôn. Hít sâu, chẳng những cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. À, xiết lại rồi xiết cơ bụng lên, thở đi chậm lên về luôn. Cho nên yoga nó mệt kiểu khác, Pilates nó mệt kiểu khác. Nghĩ sao mà cả hai đều không có mệt tim, bộ môn này là không hề mệt tim. Hạ xuống thở, tiếng cô thấy là đi lực chân á, đi theo hơi thở lực cơ bụng. Hít sâu lên chậm chậm, nghe xiết cái cục mỡ bụng dưới. Hít sâu năm, thở ra nghĩ sao siết bụng lên, cái hơi thở ra nghe thành tiếng ra, hơi thở ra như thế nào thì chân lên nhịp nhàng theo hơi thở như đó. Hít sâu sáu, thở hít sâu lên, lên thở, lên thở, lên thở, lên thở, lên thở. Hít sâu Ồ. thở
chồng chồng Đó, bà nó chưa chưa nhiều nó cũng tương ha. vậy là chưa dùng nội lực nhiều rồi. Mi tập yoga mi mới vô khởi động mà mi đầm đìa mồ hôi mà mi tập này mi nói là có mồ hôi là không có dùng vô trong cái hơi thở có nội lực rồi. Thế sao Đó, tôi mồ hôi nhưng mà nó không có đầm đìa cũng yoga. Nãy giờ nó chưa có cái gì. Với lại tao làm, tao cứ nghĩ hoài mà đau quá, cái tao buông chân xuống, đau quá cái chân xuống. cảm nhận sâu vô mình tập trung vô cái cơ thể của mình á, tập trung vô cơ thể, tập trung vô hơi thở và điều khiển cái hơi thở nó đi theo cái sự chuyển động của cơ thể và cứ siết cơ bụng lại là chân đi từ từ, thở ra chậm chậm là chân đi từ từ. Nghĩ sao lên ý người. Lên đi, lên để cùng lúc là trăm, lên trăm. Lên, lên 90 đi. Rồi hạ từ từ thở nè. Hít sâu. Lên thở. Rồi siết cho đúng cái cơ bụng của nó, bụng trên bụng dưới luôn, để cho thắt lưng không có võng lên á, nó tê táo. Lần nữa hít sâu, thở. Hít sâu, em thở. Co chân hạ xuống, mở rộng bằng thông. Mà cái cơ bụng nó rung 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 rồi. Rung bạc 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 luôn á. Có thấy khung xương chậu á, mà lên xuống không, bị ngã trước ngã sau không? Có chứ, đã đến rung đến độ bụng, cơ bụng dưới nó rung lên thì chả nhẽ lại không siết đi đến mức độ mà không cảm nhận được. Đấy, thắt lưng của Yến vẫn nhiều cho nên là chân mà hạ xuống là cô nghĩ thế nào á, cái khung xương chậu cũng bị đổ về trước rồi. Không, Thắt lưng cong lên, lưng em sát xuống sàn mà không làm sao được. cong lên Cô cứ là từ nãy giờ cô cứ kêu là lưng em cong thì em có cong một tí nào đâu. Cô nhìn qua cô cứ bảo có cong, trong khi đó mình rõ ràng mình ấn lưng xuống sàn mà lại cô cứ bảo gì đâu. cong. Không thấy gì cứ hô to thế. Quan ước gì đâu á. Thật. Thở hết ra ra đi. Thắt lưng sát sàn, tay xuôi theo cơ. Con gối lên, con gối lên. Ý. Lấy sau vào. Từ từ cuộn từng xương cụt và nâng tay qua đầu nè. Từ từ lên, thở. Nâng hông lên, chấm. Tay lên, xương cụt lên, nâng hông lên mà. Rồi nha, tay qua đầu nâng hông nè, hít sâu vào ở đây. Từ từ cuộn từng đốt sống xuống và hạ tay từ từ theo hơi thở. Thở ra. Hít sâu vào.
cố lên, thở. Nâng ông lên chút nữa trăm. Đúng rồi, nâng lên xíu nữa cho nó thẳng, đúng rồi. Từ đầu gối nó thẳng với lại tới vai mình á, một đường thẳng. Ý sao? Thở. Sau lên thở, cảm nhận cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Ý sao thở, phải thấy mỏi cả cơ mông cơ đùi luôn nha. Hít sâu thở, hít sâu thở. Hít sâu thở, giữ tay ở đây, giữ hông ở đây, cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Hít sâu, nâng chân phải lên 90, 90, xích bụng thở, nâng hông lên luôn, giữ cái hông đó rồi nâng chân phải. Hít sâu, hạ chân phải thở, hít sâu, nâng chân trái thở. Hít sâu, hạ chân trái thở. Hít sâu, nâng chân phải thở. Hít sâu, hạ chân phải thở. Hít sâu, trái thở. Hít sâu, hạ trái thở. Hít sâu, phải thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít sâu, hạ phải thở. Hít sâu, trái thở. Hít sâu, hạ trái thở. Hít sâu, từ từ hạ hông, hạ tay xuống thở. Ngã đầu gối qua tay trái, và trái thư giãn.
nằm nghiêng người qua. Đo tay chấm đỡ đầu. Đo khuỷu tay là chấm đỡ đầu, đo khuỷu tay trái chấm đỡ đầu. Từ mông tới tay của mình là đường thẳng. À, từ mông tức là cái trục cuộc sống mình, đường thẳng, nằm nghiêng co tay đỡ đầu, hai đầu gối co lại chồng lên nhau, vuốt căng mũi bàn chân ra duỗi ra. Hít sâu vào, chắc cơ bụng lại. Từ từ mở đầu gối thở. Yến, kéo đầu gối nè. Vuốt căng, duỗi căng mũi chân nè. Rồi mở đầu gối nè. Cảm nhận nè. Đỉnh xương đáy chậu nè. Siết cơ bụng thở ra. Chắc nè, càng mở gối lên nè. Càng mở gối lên, càng chắc cơ bụng lại thở ra. Nó vào nè. Vừa cơ bụng nè. Vừa cơ mông nè. Siết cơ mông nè. Vừa cơ đùi nè. Hít sâu. Thở ra. Trở về. Hai cái mũi chân chạm nhau trong. Hai mũi bàn chân chạm vào nhau. Mình lật đầu gối lên. Rồi trở về. Hít sâu. Lật gối lên. Thở. Vừa lật lên vừa rút gối siết vô nè. Cảm nhận. Cảm nhận bằng cơ bụng lật gối lên. Hít sâu. Trở về thở. Hít sâu. Ba lên thở. Phải dùng đúng nhóm cơ. Khi lật nó lên nhóm cơ mông ở bên hông nè, bên cái hõm hông nó làm việc nè. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Nghe thấy ê ở đây nè. Ê mỗi ở đây nè mới mới vô những cơ mông này nha. Hít sâu. Sáu. Thở. Hít sâu. Thở. Bài tập này là cho cái hõm mông. Và cái hõm mông nó làm việc nhiều hơn cái phần cơ bụng. Hít sâu. Bảy. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Tám. Thở. Hít sâu. Cái đó đi vắng ấy. Ôi. Mất Sao mạng. em? Sao em? Hít sâu. Chín. Thở.
gì Tự hít nhiên em bị áo ra ngoài. hít sâu thở lần này cái chân mình to y như vậy nhưng mà mình dở một cách nó lên á, cách nó lên luôn và dùng cơ bụng và cơ mông cách chân lên hít sâu lên thở cách nó lên siết lại siết cơ nè siết cơ bụng nè rút cơ đáy chậu nè hít sâu duỗi nó ra vuốt mũi chân duỗi ra thở hít sâu thở hạ xuống hít sâu thở duỗi nó ra luôn hít sâu thở hít sâu thở hít sâu thở lần nữa hít sâu thở duỗi nó ra vuốt căng mũi chân và cái ngón chân cái mình y như là cái đầu cây bút chì bắt đầu vẽ vòng tròn nhỏ nhỏ ở đây nè siết cơ bụng nè cơ Em đùi cơ sau nè tê tái đúng rồi tê tái luôn thẳng ra thẳng ra thẳng ra vẽ bốn năm vẽ ngược lại năm bốn ba hai một hít vào thở cho nó giáo viên bị lật tiết đó nó không có miếng mỡ luôn á nó mắc kẹt rồi. trời ơi cái bụng của nó nhìn mê luôn đó Yến cái tụi nước ngoài á chứ Việt Nam mình vẫn còn bụng mỡ tụi nước ngoài chạy đi la tiếp trời ơi ngồi nó chi mà nó không còn một xíu mỡ nào trên rồi bên Bọn Hàn Quốc đẹp mà. hả Bọn Hàn Quốc nó tập Pilates đẹp lắm. Là Hàn Quốc ấy. đi là tiếng đẹp hơn cái gì ra Ăn gì cho hết hết mỡ. Hôm toàn đi chơi xa. mỗi lần đi chơi mỗi lần ăn mà cô không đi chơi cô cũng cù rủ hai cha con ăn cô là cái người mà cù rủ nhất à. Hai cha con nó cứ nghị lực hơn cô nữa cứ tội tội con trời thằng nhỏ mới bị lớn mà nó nghị lực nó giảm cân nó 52 kg giờ giảm xuống 49 kg đó đổi bên đổi bên đặt mông bên đây tập khỏe mà đâu mệt tim đâu thở gấp gáp gì đâu thở từ từ Không mệt đâu, nó làm cho ép tim. còn Phải tập hít thở, phải ta hít thở. radio đồ aerobic đồ chạy bộ đồ nó mệt tim thở không nổi vuốt hai mũi chân ra nghĩ sao chắc cơ bụng nha không thả lỏng bụng phồng xuống nha nằm như vậy mà thả lỏng xuống nó đổ ra như nè rồi tắt gói thở đi chậm theo hơi thở
không, hai ngón chân cái chạm nhau, hai ngón chân cái chạm nhau, cách đầu gối lên tiếp tục hít sâu thở, mình phải cảm nhận sâu từ bên trong các nhóm cơ của mình phải cảm nhận sâu, hít sâu tắt gói thở. Hít sâu thở. Hít sâu ba thở. Hít sâu thở. Hít sâu bốn thở. Cái này mà trồng cái dây vào thì mới cảm nhận được hết được đúng không? Đây mình chỉ Thở trồng cái càng dây đóng, vào mới cảm nhận được. càng trồng càng đau, em cứ dịch ship đi em cảm nhận được thôi. À, thì em vẫn Trái cảm nhận, cho nhưng mà nếu mà nói là về để mà cảm nhận hẳn hết thì phải trong cái tay và mới cảm nhận được hết. hít sâu năm thở, hít sâu thở, hít sâu sáu thở, hít sâu thở, hít sâu bảy thở, đậu mỗi lần chết ở đây, hít sâu thở, hít sâu tám thở, đi dở gói đây nè, cứ mỗi chỗ dùng cơ đâu nè, hít sâu thở, hít sâu chín thở, cảm nhận cơ bụng, hít sâu thở, hít sâu mười thở, hít sâu thở, hít sâu tách chân lên thở, duỗi luôn, hít sâu chắc bụng thở, co lại xong rồi mới khép lại. Hít sâu thở, hít sâu thở, dùng cơ bụng, hít sâu bốn thở, hít cơ bụng, dùng cơ bụng kéo, duỗi chân thở,
chân duỗi nhưng cơ bụng đang siết đang kéo. Lý sao? Bộ có ai ở nhà không Trâm? Lý sao? Có ông nào hả Trâm? Có ông nào ở nhà hả? Trên nội Nha. chắc anh Long Anh hả? Trước đó, trước tiệm mày cũng thích quá Thở xa sóng tính. Duỗi ra. Vuốt căng. Chắc chân. Giống như cây bút chì. Vẽ. Xiết cơ bụng lại vẽ. Vẽ bằng cơ bụng. Ba. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Hai. Một. Vẽ ngược lại. Năm. Xiết bụng. Bốn. Ba. Hai, một, hít sâu, kéo. anh họ bán tạp quá anh trước á, mướn bán chạy đi tạp quá là đất chỗ Mỹ hả? không có hồi mẹ còn sống á, cái mấy mình đi làm hết rồi bỏ mẹ đâu có an tâm. Hồi ba lận rồi ba lúc ba mất đất á, cái hồi ba thì có ông cậu rồi tới tìm mẹ thì có kêu anh họ vô, cũng như anh có cái tiệm anh bán bây giờ cũng giờ chừng mẹ vậy đó. Bán được không? Tôi ở quê mà tháng kiếm 3 4 triệu cũng lộ mắt lắm thì được cũng được. Vậy hả? Bán nó luôn bù mất thời gian tám này. À, cái tính của ta hả, ta nóng tính mà kêu kêu ta bán tiệm ta bán không được, cho tội ơi mua ngàn này ngàn kia mình đang nằm nghỉ mệt hay mình đang làm gì, ngàn này 2 ngàn ta nói chắc ta chửi thề quá. Làm gì cho dứt cái xong nghỉ Nghỉ ngày 2 người luôn, có nghĩ là 2 người luôn mà đi nghỉ tháng 3 4 triệu nó đổ hồ sơ ngày luôn mà á. ta tính nằm tập cái bài bóc tay mở nắp tay mà nhìn thời gian sao mà nó gần hết rồi nhanh ghê không tập chưa gì trơn hết bà thời gian rồi mà hai đứa chắc Đi trong chậm không, đi chậm không vô ra đúng không mày, hai hai đứa chắc trông hết quá trông hết thời gian quá hả hả? hai đứa chắc trông hết Không bình thường. hai tay Thôi vô trong sao cả. Cái yoga thì cứ cuốn cuốn theo nó, ta làm theo cái thao tác giống như ta cũng thích nó biết không, ta không có thấy mau, còn cái này là ta thấy nó chậm hơn, giống như nó đi chậm nó ấy sâu vô, nó thấm sâu vô đó. à mới mấy bài mới cơ bản cho đi chậm chứ từ từ cũng nhanh hơn nó Dễ cũng hả? từ từ nó cũng bằng với yoga hai tay xương qua đầu Bữa nay còn cảm nhận được chứ hôm qua hôm kia là nó nghe nhí cảm nhận luôn. thở hết hơi ra chiếc bụng rút ra đáy chậu nhíu sâu vào nâng tay chân đầu lên vuốt căng mũi bàn chân và các ngón tay duỗi căng giống như ai nha kéo căng ra rồi giữ ở đây là hai tay mình kéo về mạn sườn thở siết cái bụng thở duỗi hít sâu kéo về mạn sườn thở siết cái bụng lại thở ra thở mạnh ra hít sâu ba thở hít sâu bốn thở đi chậm theo hơi thở hít sâu năm thở chắc cơ lại chắc cái tất cả các nhóm cơ mặt sau lưng của mình lại hít sâu
sáu, thở hít sâu, bảy, thở hít sâu, tám, thở hít sâu, chín, thở hít sâu, mười, thở. Rồi giật tay ở đây và hai chân khép lại luôn nào, khép và tắt nào, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Lật ngửa trở ra, nâng tay chân lên, vỗ vào nhau, thả lỏng cơ nè. Đổi đèn, co tay co chân vỗ vào nhau, co gói vòng tay ôm gói, ép đùi sát bụng ngực, nhịp lớn thở, hít vào nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở lăn lừng, hạ đầu lăn phải trái, nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự ra, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ, tầm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra. Ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại, bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay.
tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.